Có lẽ với những người yêu bóng đá, ngay lúc này họ đều cảm nhận được sự hào hứng của ngày hội bóng đá châu Âu đang đến rất gần. Từng phút từng giờ trôi qua đều làm cho sự hào hứng này lan tỏa mạnh mẽ khắp nơi trên thế giới. Mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về lễ khai mạc Euro 2024 tại sân vận động Allianz Arena ở Munich, một nước Đức. Một trong những sân vận động hiện đại và lớn nhất châu Âu với sức chứa hơn 75.000 chỗ ngồi. Buổi lễ dự kiến bắt đầu vào lúc 19 giờ ngày 14 tháng 6 theo giờ địa phương, tức khoảng 0 giờ rạng sáng 15 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Đặc biệt trước ngày khai mạc một ngày, tại Stuttgart, thành phố chủ nhà sẽ diễn ra một buổi hòa nhạc mang tên Lễ hội Stuttgart Euro 2024. Tại đây, các nghệ sĩ quốc gia sẽ trình diễn những màn âm nhạc đỉnh cao để khơi dậy tinh thần phấn khởi cho người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới, sẵn sàng hòa mình vào không khí lễ hội bóng đá. Lễ khai mạc vòng chung kết Euro 2024 hứa hẹn sẽ là một bữa tiệc âm nhạc và ánh sáng hoành tráng, kết hợp những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc của Đức cùng với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng thế giới. Họ sẽ mang đến những tiết mục âm nhạc sôi động và đầy hấp dẫn, cùng với những công nghệ hiện đại nhất. Những tên tuổi lớn trong làng nhạc quốc tế sẽ góp mặt và khuấy động không khí buổi lễ, bao gồm nhóm DJ người Ý Medusa và ban nhạc pop rock One Republic người Mỹ. Medusa là một nhóm nhạc điện tử gồm 3 thành viên Luca De Gregorio, Mattia Vitale và Simone Gianni, từng giành giải thưởng bản thu âm vũ đạo xuất sắc nhất từ Grammy. One Republic là ban nhạc pop rock của Mỹ, thành lập năm 2002 tại Colorado Springs, Colorado bởi Ryan Tedder và Jack Finkin. Họ đã gây tiếng vang lớn sau khi phát hành bản hit Apologize qua trang cộng đồng MySpace vào năm 2007. Nghệ sĩ cuối cùng là ca sĩ kiêm nhạc sĩ nổi tiếng người Đức Leonie Bucher, thay thế cho Kim Petras không thể tham dự như kế hoạch ban đầu. Tất cả sẽ cùng biểu diễn ca khúc chính thức của Euro 2024 mang tên là Fire với phong cách nhạc house sôi động. Fire có giai điệu cuốn hút, vừa bùng cháy vừa mang thông điệp ý nghĩa sâu sắc. Giám đốc điều hành Euro 2024 cho biết bản âm nhạc và bóng đá đều có khả năng kết nối con người một cách mạnh mẽ. Vì vậy, hãy để những giai điệu tuyệt vời và những trận đấu đỉnh cao dẫn lối, củng cố tinh thần đoàn kết và tôn vinh sự đa dạng của châu Âu trong suốt mùa hè sôi động này. Medusa cũng chia sẻ với ca khúc của mình: "Chúng ta không thể phủ nhận sức mạnh kết nối mọi người của âm nhạc. Là những người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt, chúng tôi rất vui mừng khi có thể kết hợp niềm đam mê bóng đá với âm nhạc của mình cho Euro 2024. Đây sẽ là màn trình diễn quan trọng nhất của buổi lễ. Công nghệ ánh sáng hiện đại sẽ được sử dụng để tạo nên những hiệu ứng hình ảnh tuyệt đẹp, biến sân vận động Allianz Arena thành một sân khấu rực rỡ sắc màu. Ban tổ chức sẽ sử dụng hàng ngàn đèn LED và laser để biến sân vận động thành một không gian rực rỡ, đầy màu sắc và ánh sáng. Công nghệ Projection Mapping sẽ chiếu các hình ảnh 3D lên mặt sân và khán đài, bao gồm các biểu tượng của giải đấu, cảnh tượng từ các quốc gia tham dự, các hiệu ứng đặc biệt liên quan đến bóng đá. Đặc biệt, trong buổi khai mạc, khán giả sẽ được chiêm ngưỡng linh vật chính thức của Euro 2024, chú gấu bông có tên là Albert. Trước khi giải đấu bắt đầu, ban tổ chức Euro 2024 đã tổ chức một cuộc bầu chọn căng thẳng và Albert đã vượt qua các đối thủ Bernardo, Ban Hớt và Hezi Vonba, có nghĩa là gấu trong tiếng Đức, để giành chiến thắng với 32% số phiếu bầu. Lần đầu tiên linh vật này đã được giới thiệu với người hâm mộ Đức trong trận giao hữu với Colombia vào ngày 20 tháng 6 năm 2023 tại Arena Abstranker. Cùng ngày, Albert cũng xuất hiện tại một trường tiểu học ở Gelsenkirchen để khuyến khích trẻ em khắp châu Âu tích cực vận động và yêu thích bóng đá. Linh vật Euro 2024 lấy cảm hứng từ gấu bông, món đồ chơi phổ biến với trẻ em trên khắp thế giới. Albert có đôi mắt to tròn, nụ cười thân thiện và biểu cảm vui tươi, mang thông điệp khơi dậy niềm đam mê bóng đá và khuyến khích trẻ em tham gia các hoạt động thể chất để cải thiện sức khỏe. Là một người cha, tôi hiểu tầm quan trọng của việc khơi dậy trí tưởng tượng cho trẻ em. Chúng tôi hy vọng tạo ra một nhân vật vui nhộn và đáng yêu, truyền cảm hứng để trẻ em tận hưởng niềm vui của bóng đá. Cựu danh thủ Philip Lam, giám đốc giải đấu Euro 2024 chia sẻ về lý do chọn linh vật. Albert đã bắt đầu hành trình của mình từ giữa năm 2023, đi thăm các trường học trên khắp châu Âu để truyền tải thông điệp của Euro 2024. Tiếp theo trong buổi lễ khai mạc sẽ là màn trình diễn ánh sáng để chào mừng các quốc gia tham dự Euro 2024. Mỗi quốc gia sẽ được đại diện bằng một màu sắc và biểu tượng riêng xuất hiện trên sân vận động với ánh sáng rực rỡ. Các khoảnh khắc đáng nhớ trong lịch sử Euro cũng sẽ được tái hiện qua ánh sáng, từ những bàn thắng huyền thoại đến các khoảnh khắc đăng quang của các đội tuyển vô địch. Các màn múa nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại sẽ được trình diễn bởi nghệ sĩ từ nhiều quốc gia khác nhau. Buổi lễ khai mạc sẽ có các màn hòa tấu nhạc cụ truyền thống, múa dân gian ở châu Âu, biểu diễn nghệ thuật đường phố và xiếc ở trên không. Những màn trình diễn này không chỉ tôn vinh văn hóa đa dạng của châu Âu mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết và hòa bình. Các quan chức cấp cao của Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA và nước chủ nhà Đức sẽ phát biểu chào mừng chính thức khai mạc giải đấu. Đây là dịp để nhấn mạnh tầm quan trọng của bóng đá trong việc kết nối con người và các quốc gia. Lễ khai mạc sẽ kết thúc bằng màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Munich, bắn theo nhịp điệu nhạc.
tạo nên một kết thúc hoành tráng và ấn tượng. Các nghệ sĩ tham gia sẽ cùng nhau hát một khúc hòa ca, biểu tượng cho sự đoàn kết và hòa bình của châu Âu, khép lại một buổi lễ khai mạc đầy cảm xúc. Ngay sau lễ khai mạc, giải đấu sẽ diễn ra trong vòng một tháng từ 14 tháng 6 đến 14 tháng 7 năm 2024 tại các sân vận động đạt chuẩn quốc tế của Đức. Thủ đô Berlin sẽ tổ chức 6 trận đấu, bao gồm cả trận tứ kết và trận chung kết. Một khu vực dành cho người hâm mộ đang được xây dựng gần cổng Brandenburg, biểu tượng của Berlin, để phục vụ lễ hội bóng đá Euro 2024. Tại đây, một khung thành khổng lồ, một màn hình lớn và sân cỏ nhân tạo đã được lắp đặt. Nhiều sự kiện sẽ diễn ra tại đây, mang đến các hoạt động đa dạng cho người hâm mộ bóng đá đến xem các trận đấu của Euro 2024. Ông Herbert Rohn, Bộ trưởng Nội vụ bang Nordrhein-Westfalia, khẳng định rằng mọi người đều mong chờ giải bóng đá lớn nhất châu Âu. Anh ấy nhấn mạnh rằng với một sự kiện thể thao quy mô lớn như vậy, an ninh là một thách thức lớn. Bộ trưởng Feser cũng đồng tình rằng Đức muốn thể hiện sự tôn trọng và đoàn kết thông qua sự kiện này. Việc sử dụng hơn 16.000 tình nguyện viên nhằm đảm bảo an toàn cho mọi người tham gia là một bước quan trọng. Trận chung kết sẽ diễn ra tại sân vận động Olympic Stadium ở Berlin với sức chứa lên đến 74.475 người. Lựa chọn này được đưa ra do sân vận động mang tính biểu tượng và đã tổ chức nhiều sự kiện thể thao lớn. Còn về vị trí của Berlin, đó là một thủ đô sôi động và hấp dẫn với du khách, hứa hẹn sẽ thu hút một lượng lớn người đến tham dự giải đấu. Với việc đội tuyển Đức được xếp vào nhóm hạt giống của bảng A và chơi trận mở màn tại Munich Football Arena vào ngày 14 tháng 6, họ sẽ đặt nặng vấn đề an toàn và cố gắng giành chiến thắng. Đáng chú ý, ban tổ chức Euro 2024 đã nhận được hơn 20 triệu đơn đăng ký mua vé, thể hiện sự quan tâm lớn từ cộng đồng. Trong khi công tác chuẩn bị gần như đã hoàn tất, hình ảnh về Euro 2024 đang lan tỏa khắp nước Đức, tạo ra sự hân hoan và háo hức. Một ngày trước khi diễn ra buổi lễ khai mạc vô địch bóng đá châu Âu, thì lễ hội Stuttgart với sự góp mặt của các siêu sao quốc gia, đó là nghệ sĩ hàng đầu, bao gồm Robin Schulz, Leonie, Lê Suốc và Topic, sẽ được tổ chức trong khuôn viên Stadtplatz Van Zoon ở trung tâm thành phố. Tất cả như dự báo về một vòng chung kết của UEFA Euro 2024 một cách đầy màu sắc và sôi động. Cơ quan quản lý bóng đá châu Âu cho biết huyền thoại bóng đá người Đức là ông Frank Beckenbauer sẽ được UEFA vinh danh tại lễ khai mạc Euro 2024 tại Munich Football Arena vào thứ Sáu. Beckenbauer, một trong những cầu thủ vĩ đại nhất, đã dẫn dắt nước Đức giành chức vô địch châu Âu năm 1972 và đạt chức vô địch ở World Cup 1974, trước khi vô địch World Cup một lần nữa trên cương vị huấn luyện viên vào năm 1990. Ông qua đời vào ngày 7 tháng 1 năm 2024, hưởng thọ 78 tuổi. Lễ khai mạc sẽ chứng kiến cảnh vợ của Beckenbauer là bà Heidi mang theo cúp Henry de Roney, cúp vô địch của giải đấu, cùng với hai đội trưởng Đức từng vô địch Euro là Bernhard Diet và Julian Klinsmann. Như thế, cả ba chiến thắng tại Euro của đội tuyển Đức đều hiện diện trong buổi lễ trang trọng này, UEFA cho biết trong một tuyên bố vào hôm thứ Ba.